Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Mọi người thân mến, Samsung Galaxy S24 Ultra thì đã ra mắt cách đây một thời gian rồi và cho đến thời điểm hiện tại thì chắc hẳn là chúng ta đã có thời gian trải nghiệm với Samsung Galaxy S24 Ultra rất là nhiều rồi đúng không? Tuy nhiên thì sẽ có một vài những mẹo nho nhỏ mà mình có thể chia sẻ các bạn trong video ngày hôm nay, đặc biệt là các bạn content creator và các bạn editor muốn sử dụng một sản phẩm công nghệ mà có thể thuận tiện và tiện lợi nhất thì đừng nên bỏ qua video này nhé. Còn bây giờ, intro. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tập trung vào 10 mẹo để cho các bạn có thể là chỉnh sửa ảnh này, thiết kế video và sắp xếp album làm sao cho khoa học nhất. Cho nên các bạn hãy xem hết video để nghe mình chia sẻ nhé. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là tính năng xem video tiêu chậm. Ở đây thì mình đang có một video về bắn pháo hoa. Mình chỉ cần ấn giữ màn hình và sau đó niết lên trên để thành một video tua chậm. Đó, trời ơi, có chị nào mà đang cần chụp lại bằng chứng hay là xem lại video bằng chứng sử dụng tính năng quay chậm này thì phải gọi là hết sẩy. Thứ hai đó là tính năng xem trước sụp quay. Ở đây thì các bạn chỉ cần sử dụng bút S Pen và đưa gần vào màn hình như thế này và trỏ từng video một. Như vậy chúng ta đã có thể xem trước video đó như thế nào rồi. Tính năng này thì cực kỳ tiện lợi cho các bạn content creator hay là các bạn editor đi quay nhiều suộc mà không biết nên sử dụng suộc nào thì các bạn có thể là sử dụng ngay cái tính năng xem trước video này nhá. Rất tiện lợi phải không nào? Sắp đến sinh nhật bạn bè mà không biết tặng gì cho ngầu thì hãy sử dụng ngay tệp GIF ở trên Samsung Galaxy S24 Ultra nhé. Ở đây thì các bạn chỉ cần ấn vào phần cài đặt máy ảnh, chọn phần vuốt phim chụp để. Ở đây thì chỉ cần chọn là tạo GIF hoặc là chụp ảnh liên tiếp. Ở đây mình sẽ chọn là tạo GIF nha. Quay trở lại với phần màn hình chính và sau đó chúng ta chỉ cần ấn và vuốt xuống dưới. Đó, để tạo một phần GIF nho nhỏ. Ở đây thì tùy thời gian mà các bạn có thể lựa chọn. Đó, rất cute phải không nào? Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể là chỉnh sửa video này này, rồi là có thể là thêm rất là nhiều những cái icon hay là vẽ thêm những cái bức hình hoạt đẹp đẽ để gửi cho bạn bè. Và sau khi hoàn tất thì chúng ta chỉ cần ấn lưu. Vậy là xong. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng có thể áp dụng ngay với tính năng chụp ảnh liên tiếp. Ở đây chúng ta có thể là chụp một chùm ảnh thay vì chụp chỉ một bức ảnh trong vòng một thao tác đơn giản. Đó. Các bạn thấy không ạ? Rất là nhanh chóng để có thể có rất nhiều những bức ảnh. Thứ năm đó là chỉnh sửa ảnh nâng cao. Đây là tính năng cực kỳ tiện và cứu cánh cho bạn nào với những bức ảnh bị chụp lỗi hay là muốn chỉnh sửa màu ảnh. Ở đây chúng ta có AI để làm tất cả cho các bạn những nâng cấp đó. Các bạn chỉ cần ấn vào chữ Y ở góc màn hình và sau đó ấn nâng cấp ảnh. Đợi một lúc để nhìn thấy sự khác biệt nhá. Đó, ở đây thì chúng ta có ngay một bức ảnh trước và sau khi được chọn nâng cấp. Ở đây mình sẽ kéo sang một bên để cho các bạn có thể dễ dàng quan sát nhá. Đẹp không ạ? Màu sắc đã nổi bật hơn rất nhiều đúng không ạ? Ngoài ra thì các bạn có thể thấy sự khác biệt rõ nhất đó là ở phần chủ thể đã được làm nổi bật hơn rất nhiều thay vì cháy sáng như trước. Quá là tiện lợi phải không nào? Tiện đây thì mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một số những mẹo chỉnh sửa bằng AI. Những mẹo này thì gọi là điểm nổi bật nhất trên Samsung Galaxy S24 Ultra và hầu như ai cũng biết rồi. Ở đây thì các bạn có thể là kéo thả để cân chỉnh lại cái bức hình và trông khung hình của chúng ta trở nên đầy đặn hơn và đưa chủ thể của chúng ta vào giữa. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể là kéo thả di chuyển chủ thể cũng như là tách chủ thể ra khỏi nền, di chuyển chủ thể sang một bức ảnh khác cũng được luôn, rất là tiện lợi luôn. Tương tự như vậy thì các bạn có thể xóa bớt chủ thể trong khung hình bằng cách lựa chọn bút xóa. Ta-da, và con AI của mình đã xóa người đi và thay bằng một cái vật thể gì đó khá là ngộ nghĩnh. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng là nó cũng rất là tiện trong rất là nhiều trường hợp khác nhau đúng không nào? Và thứ bảy đó là tạo ảnh ghép, giúp các bạn có thể ghép nghệ thuật những bức ảnh và video trong cùng một khung hình. Ở đây mình sẽ chọn một vài bức ảnh nghệ thuật chụp ở viện bảo tàng và ấn tạo. Ở đây thì chúng ta sẽ có chọn ảnh ghép. Và như vậy là chúng ta đã có trọn vẹn một video bao gồm cả ảnh này, cả các video khác ghép chung vào một khung hình. Khá là đẹp đúng không nào? Các bạn có thể chọn lựa lưới phù hợp theo gu của mình nữa và thay đổi vị trí của các khung ảnh trong này.
Cái này mà để up story hay là up rep của Insta thì phải gọi là chất thôi rồi luôn. Thứ 8 đó là tách nền và di chuyển vật thể. Tính năng này đã có trên Samsung One UI 5.1 từ rất là lâu rồi, nhưng mà có vẻ như nhiều bạn cũng chưa biết. Thì các bạn có thể là tạo meme hay là các bạn có thể là đăng story làm thiệp design cho bạn bè một cách rất là thoải mái, khi mà các bạn có thể là kéo chọn thả vật thể như thế này và thêm ảnh. Từ đây thì các bạn có thể là căn chỉnh kích cỡ, rồi là tạo những cái tấm thiệp rất là cute dựa trên những bức ảnh như thế này. Thứ 9 đó là sắp xếp album khoa học. Tạo album thì ai cũng biết rồi đúng không? Cơ mà gộp nhiều album vào trong một album thì các bạn đã thử bao giờ chưa? Các bạn có thể tạo một nhóm album như này. Đó, như vậy là các bạn có thể tạo cả một cái album rất là lớn với rất nhiều folder khác nhau để gửi đi mà không cần phải lo là mình phải lọc file, tiện lợi không? Thứ 10 là trích xuất ảnh thành văn bản. Ở đây thì các bạn rất đơn giản, chỉ cần là đưa cái vật thể đó vào gần khung hình và sau đó các bạn chỉ cần ấn vào chữ T ở bên góc bên tay phải màn hình. Ở đây thì các bạn có thể là quét này hoặc là sao chép tất cả những cái nội dung này và trở thành một dạng text từ hình ảnh, rất là tiện phải không nào? Tính năng này tuy không mới nhưng mà đã được cải thiện rất nhiều trên Samsung Galaxy S24 Ultra khi mà tỷ lệ lỗi chữ hay mất chữ đã được giảm đi đáng kể. Ở đây thì các bạn chỉ cần sao chép hoặc là thêm vào các văn bản khác nhau. Và như vậy là chúng ta đã có thể là có được một cái đoạn văn bản mà không cần phải gõ lại từ đầu, thủ công. Vô cùng tiện lợi phải không nào? Và trên đây là tổng hợp 10 mẹo mà mình đã có thể đúc kết được cho các bạn trong quá trình sử dụng Samsung Galaxy S24 Ultra. Nếu như các bạn còn muốn mình làm những cái video chia sẻ kinh nghiệm nào nữa thì hãy comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại trong những video lần sau. See ya!